Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vâng, kính thưa các chính quyền sở tại, kính thưa đến tang quý, kính thưa các khách đang mặt trong buổi lễ tang hôm nay, bởi xét xử các cầu xin ký tự quy xin ly tự biệt vì đời người như mấy hợp về tang kiếp phù sinh nhân quả luân hồi, bởi có sanh thì phải có tự mà đường sinh tử ai cũng phải đi qua. Vâng, và ngày hôm nay ngày bản phận của ông xa lìa chẳng thể vì chung tiếp gốc và làm con chữ Phật. Qua đây sự chấp thuận của quý vị cũng như dùng ban tán từ đình phố hoàng cho tôi qua đến đây để chứa sàn thật tâm thật ý chứ buồn cùng gia đình ta quý. Sau đó bên trên có dựng là một lớp pháo hoàng của thật công phu để tỉnh đương của ông và đang nghỉ. Ngoài chúng trả biểu hiện của đồng chiên xa xó của ông đình ta quý kết định tình ra hướng mọi lỗi ra cho. Qua đây chúng tôi gặp lại bên trên thì ông hết đường.
Thank you.
Ay, 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 ôi chết chưa biết được.